chào toàn thể quý vị. Thì mình đang có mặt tại chợ phiên đảo Quất Sát Tờ Mung. Thì sáng nay thì mình cũng đến sớm rồi và có quay một số tiết mục văn nghệ. Đó thì văn nghệ các thứ là đã xong rồi mọi người ạ. Bây giờ là mình sẽ đi tham quan một chút tại khu vực chợ phiên này nhá mọi người nhá. Mình sẽ đi tìm các cô gái Mông xinh đẹp ở đây để xem các cô gái đến với chợ phiên như thế nào và tìm một cô gái xinh đẹp nhá mọi người nhá. Đây mình bắt gặp hai cô gái Mông rất xinh đẹp. Chào hai em gái đang chụp ảnh hay quay phim đây? Em đang chụp ảnh hay quay phim? Chụp ảnh à? Hai em là đến từ đâu? Em ở ngay đây. À, nhà ngay đây luôn. Thế lát nữa cho anh đi về thăm nhà cùng nhá. Vâng, nhà ngay cái đầu nhà. Nhà ở ngay đây luôn. Ở đây là bản gì em? Bản Nằm Pát. Nằm Pát luôn đấy à? Ở trong này luôn. Ồ, cô gái Mông rất là xinh đẹp. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi. 23 tuổi. Thế là có gì chưa? Có chồng có con rồi. Có con chưa? Ui, 23 tuổi có hai đứa con rồi mà vẫn xinh như thế này. Thế hôm nay chồng có đi không? Thế anh làm quen như thế này thì có sao không? Có chứ. Hả? Chồng có ghen không? Có chứ. Ghen thật. Ai rồi. Một cuộc trò chuyện rất là vui nha mọi người nhá. Còn em này, em có chồng chưa? Mấy con, mấy đứa con? Là hai bạn này là đã có chồng và có gia đình rồi nè mọi người nhá. Thế mà vẫn rất là xinh luôn đấy ạ. Đó. Không biết là các cô gái ở Tà Mung này ăn gì mà xinh đẹp như thế này. Anh nghĩ là ở trên này không khí nó mát, rất là mát mẻ và trong lành nhỉ. Anh thấy ai cũng rất là xinh nhá. Đó. Mát mẻ. Trên này buổi sáng còn lạnh đúng không? Rồi cảm ơn hai em. Đó, vừa rồi thì mình có cuộc trò chuyện với hai em gái ở Nằm Pát Tà Mung này. Chào em. Chào hai vợ chồng. Bắt tay một chút nào. Hôm nay là chồng ở trên Tam Đường, ở trên Lai Châu đúng không? Đó, hôm nay thì được gặp em Lý Thị Vang, trước là mình cũng quay video mấy lần rồi. Đó, đây là gia đình của em ấy. Lúc nãy có một bài múa rất là đẹp luôn. Múa đẹp lắm. Đi chơi được nhiều chưa? Em vừa mới đến nơi luôn anh ạ. Thế nữa là đi lòng vòng một chút là về gia đình ăn cơm uống bà. Rồi cảm ơn em. Rồi mình sẽ đi vòng một chút mọi người ạ. Không khí hiện tại thì tại chợ phiên vẫn rất là náo nhiệt nhé mọi người nhé. Mọi người vẫn rất là đông. Đó, bây giờ mình sẽ đi lọc vòng một chút trải nghiệm và đi tìm các cô gái Mông xinh đẹp ở đây để quay cho mọi người. Giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong này nhé mọi người nhé. Ăn gì đấy?
mình sẽ di chuyển sang bên này xem là có gì không. Tiếp theo là có mang cái phở ra đó nữa. Có vẻ là hơi khó mọi người ạ, để đi tìm các cô gái Mông xinh đẹp ở đây. Thì nãy thì bắt gặp hai cô gái, nhưng mà hai em ấy này có chồng có gia đình rồi, nhưng mà vẫn rất là trẻ mọi người ạ. Đó, giờ di chuyển sang đây thì tại vì là chợ giờ cũng khá là muộn rồi nên là mọi người cũng đi về đi thăm thân, những người ở xa đến là đi thăm thân. Qua mình sẽ di chuyển sang bên này xem có gì không. Ở bên này thì bán thắng cố nha mọi người nhé. Bên này thì thắng cố. Giờ cũng 10 giờ rồi mọi người ạ, nên là trời cũng khá là nắng nên là mọi người cũng đi về nhà rồi mọi người. Bây giờ để đi tìm bắt gặp các cô gái xinh đẹp ở đây thì cũng hơi khó. Chào em. Đến sớm chưa? Đây mình sẽ di chuyển ra ngoài. Chào anh. Đây bắt gặp hai em này. Bán hàng ở đây em. Bán hơn à? Chú quay một tí. Đó, giờ mình sẽ đi sang bên này. Cái này thì không biết là bán mặt hàng gì đây. Bên này cũng bán quần áo đấy mọi người ạ. Bán quần áo. Đây ở đây cũng có các cô gái này, mặc trang phục của đồng bào dân tộc. Có vẻ là tìm kiếm hôm nay là hơi khó mọi người ạ. Tại vì là các em ý nhà gần đây thì cũng đã về gần hết rồi mọi người ạ. Đây ở đây thì bán cũng khá là nhiều mặt hàng. Chăn màn và quần áo. Dương là phải sao? Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên này mọi người ạ.
Rồi thì chuyển lên trên này. Đây. Đây. Giờ trời cũng nắng lên rồi thì mọi người cũng đang di chuyển đi về rồi mọi người ạ. Sáng nay thì có hoạt động văn nghệ nên là bà con tập trung ở đây xem văn nghệ cũng khá là đông người. Đây bây giờ thì mọi người cơ bản là cũng dần di chuyển. Đây là toàn cảnh chợ phiên mọi người nhé. Đó, hai em này thì hai em gái này từ sáng là vẫn còn đang chụp ảnh. Nhưng mà có chồng rồi nhưng mà vẫn rất là xinh nhá. Bắt gặp Ado mọi người ạ. Bắt gặp Ado tán gái. Sao ở chỗ anh người ta cũng ăn cơm với rau mà không xinh được như này nhỉ? Ở đây có người vang lên múa, còn hai người này vừa lên múa. Không. Rất là năng động các bạn, chơi thì xung phong vào biểu diễn luôn. Các em là người đây luôn ạ. Hôm nay đi chơi chợ. Đây cơ bản là mọi người bây giờ đang đi về, dần về rồi. Rồi bạn em ơi, em. Em gái ơi. Ở dưới này có cái chỗ cái cầu mà cầu vàng gì đấy thì có đẹp không? Đẹp lắm ạ. À? Có nhiều người có đến hay đến khu đấy chơi không? Thế là em là quê ở đâu? Em ở Văn Bàn. À, ở Văn Bàn lấy chồng bên này thôi đúng không? Em ở Văn Bàn, em ở đây lấy chồng bên kia. Thế hôm nay là về thăm gia đình thôi đúng không? Đó, một cô gái quê hương nằm Bắc Tà Mung nhưng mà đi lấy chồng ở Văn Bàn. Đấy. Thế mà trai bản ở đây là không bắt được em nhỉ, đúng không? Làm gì trai bản thì sinh thế này mà để anh ở bên Văn Bàn bắt đi làm vợ mất, mà các anh ở Tà Mung này là không có duyên rồi. Đó. Sinh gái như thế này để các anh ở bên Văn Bàn bắt đi làm vợ mất rồi. Đó. Ôi, cô gái Mông rất xinh đẹp. Mà
Đấy mọi người ạ, thì đến với chợ phiên thì mình cũng đi tham quan lòng vòng một chút và bắt gặp các cô gái Mông xinh đẹp và trò chuyện làm quen một chút. Nhưng mà đa phần là các em ấy đều đã có gia đình. Nhìn thì rất là trẻ, xinh gái nhưng mà đã có gia đình và có con hết rồi mọi người ạ. Ok mọi người, thì video mình xin phép dừng ở đây mọi người nhé. Mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo.